người, mình là Hạt Tiêu đây. Hôm nay chúng ta sẽ quay lại với một chủ đề mà rất là lâu rồi mình chưa có làm. Chắc chắn là mọi người cũng rất là thích cái chủ đề này. Đó chính là ghép bé tách. Nhưng mà trước khi dẫn mọi người đi nâng cấp bé thì mình có một thông tin muốn thông báo cho mọi người. Đó là ngày mai chúng ta sẽ có một cái bản update mới. Bản update lần này thì mình thấy nhà phát hành công bố rất là ít thông tin. Chỉ có hai điểm mới, đó là một là sẽ có một cái hộp bút thăm mới. Thứ hai đó là ở cái tiệm tóc Cha Hông sẽ cập nhật thêm một số mẫu tóc mới, cũng như là thêm một cái đồ chơi mới, đó là cái máy uốn tóc của mọi người. Mình đang không biết là cái máy uốn tóc này nó có giúp uốn cái tóc thẳng thành cái tóc cong được hay không. Nếu mà được như thế thì còn gì bằng nhờ. Nhưng mà mình nghi là cái máy uốn tóc này nó chỉ là cái đồ chơi cầm trên tay cho vui thôi à, chứ nó cũng không có tác dụng gì đâu mọi người ạ. Ngoài ra thì dĩ nhiên là những cái phần quà ở trong hộp thư cũng sẽ thay đổi nè. Đó, thông tin về cái update ngày mai nó cũng chỉ có nhiêu đó thôi. Cái lần update này đối với mình nó khá là bất ngờ, tại vì đùng một cái nhà phát hành tự nhiên cái công bố là ngày mai update luôn. Và cái thông tin về cái update nó quá ít đi mọi người. Đây có lẽ cũng là cái lần update mà ít cái mới nhất đúng không mọi người. Mình đang không biết là ngày mai có cái gì để mà review cho mọi người hay không nữa đây. Ok, bỏ qua cái vụ update, bây giờ mình sẽ dẫn mọi người đi coi cái con thú cưng mà hôm nay mình sẽ đi nâng cấp nha. Ok, go go. Tin tin, chắc là mọi người cũng đoán được rồi đúng không? Hôm nay mình sẽ đi ghép hai cái con lợn hồng này. Mọi người nhìn cái số con lợn và cái con lợn hồng của mình chứ mọi người cũng biết được cái độ sukana khi mà mở trứng của mình rồi đúng không? Đây chắc cũng là top những con thú cưng mà gây ám ảnh nhất cho cư dân đảo Kaya đúng không? Theo như mình được biết á, hai cái em heo này tuy là nó là hai con heo ít hiếm nhất ở trong tất cả những các loại thú cưng ở trong đảo Kaya, mọi người chỉ cần mua cái trứng trắng 2.000 tiền sao thôi là mọi người có thể dễ dàng tìm được 4 con lợn và 4 con lợn hồng như thế này rồi. Chính vì thế mà các em lợn này thường hay bị người ta bỏ rơi và không được trân trọng cho lắm. Tuy nhiên là hai con heo này khi mà được ghép lên rất là xịn nhá. Đó là một điều rất là may mắn cho hai con heo này khi mà nhà phát hành đã có một cái đặc ân cho hai em nó, mặc cho hai em nó một bộ đồ rất là xịn, rất là xinh luôn khi mà ghép lên với giá rất là rẻ nhưng mà rất là xinh. Cái khoảng thời gian mà Tiêu nâng cấp hai cái con mèo đầu tiên á là cái con Hạt Hạnh Nhân mèo bóng chày màu vàng á mọi người, với lại cái con Harry Potter á, kiểu lúc đó on game suốt luôn, vừa đi săn cá nè, vừa treo máy để mà nuôi mấy con bé cho nó mau lớn, vừa mau lớn mà vừa đỡ tốn tiền nữa. Còn bây giờ nuôi mấy cái con này á là Tiêu phải cho nó ngủ từ ngày này qua ngày kia á, mỗi lần ngủ như thế là tầm 7-8 tiếng nhiều phải không mọi người, là một ngày Tiêu cho nó ngủ tầm được 2 lần. Khoan, để tôi tính thử sơ coi thử nuôi một con như thế này thì tốn hết bao nhiêu tiền. Một lần ngủ á là 700 tiền sao, mà để nuôi một con bé lên cấp 5 á là tốn 650 tim. Một lần ngủ thì được 30 tim, để được 650 tim thì mình phải cho nó ngủ tổng cộng là 22 lần á mọi người, mà 22 mà nhân với 700 tiền sao là 15.400 tiền sao. Có nghĩa là nuôi một con bé lên level 5 là 15.400 tiền sao. Ở đây mình có 8 con bé thì có nghĩa là mình đã tốn khoảng 123.200 tiền sao để mà nuôi 8 cái con này bằng phương pháp là cho ngủ bằng cái đệm ngủ hàng ngày. Trời ơi, mọi người thấy nuôi bé không hề rẻ nha mọi người, nuôi bé tốn tiền lắm luôn á. Nếu mà mọi người có thời gian thì mọi người nên dắt nó theo và treo máy và thực hiện yêu cầu của nó, chứ nuôi như tôi á là sạt nghiệp luôn nè. 123.000 tiền sao cho 8 con bé, chưa kể là còn phải đi nâng cấp, nó còn tốn thêm kim cương nữa chứ. Trời ơi, đã nghèo rồi mà còn thích nuôi bé. Đây, cái con heo của tôi bây giờ tôi đã phải dẫn nó theo rồi mọi người. Nó còn khoảng mấy lần yêu cầu nữa là nó đã lên level 5 rồi á. Tôi phải tiết kiệm những đồng tiền ít ỏi còn lại, tại vì tôi còn phải nuôi thêm mấy cái con heo khác nữa. Mọi người có thấy mấy cái con heo màu đen không? Tôi đã nuôi được 3 con màu đen lên level 5 rồi. Bây giờ chỉ cần một con màu đen lên level 5 nữa thôi là tôi nâng cấp luôn được cái con heo màu đen này rồi đó. Ok, video sau mình sẽ nâng cấp cái con heo màu đen cho mọi người coi luôn nha. Còn video ngày hôm nay thì mình chỉ nâng cấp hai cái con heo hồng thôi, tại vì không nuôi kịp cái con heo màu đen ở trong cái video này. Mấy ngày qua tôi vẫn còn đang đi săn cái đầu con hải cẩu nữa mọi người. Tôi câu được tất cả là 4 cái hộp, nhưng mà là 2 đôi giày và 2 bộ đồ. Mọi người thấy là ông trời ông có ác với tôi quá không? Câu hộp đã khó khăn rồi mà lên được tới tận 4 hộp nhá, mà lại ra 2 cái chân với 2 bộ đồ, không ra được cái đầu cho tôi nhờ á trời. Tôi câu từ hôm qua tới giờ không ra được hộp nào hết mọi người ạ.
Mình biết là còn rất là nhiều bạn chưa có câu được cái gì luôn á. Không biết là cái đợt này nhà phát hành có gia hạn thêm thời gian để mà câu cái hộp này không nữa. Nếu mà không câu được full cái bộ đồ này là tiếc lắm luôn á. Tại vì cái bộ đồ này nó rất là xinh luôn á mọi người. Cái con quỷ heo này sao mày báo tao vậy heo? Sao mày không đòi ăn hay là mày đòi tắm hay là mày đòi ngủ? Hay mày đòi làm trò gì đi? Tôi đã lừa cũng chết rồi, nó còn bắt tôi dẫn nó đi bãi biển giờ này nữa mọi người. Rồi đó, vừa lòng mày chưa cái con heo kia? Mà mọi người biết tại sao là mình để cái giường ngủ với lại cái bồn tắm ở ngay đây không? Ủa mà có ai giống tôi không vậy? Để cái bồn tắm với lại cái giường ngủ của bé ngay sát ngay cái đường vào nè. Tại vì lười á mọi người, lười chạy ra chạy vô á. Để ngay sát đây để đi vào nhà một cái là có liền, xong rồi đứng ngay đây câu cá luôn. Đó mà đòi cái gì một cái là quay qua phát có liền. Ok, cuối cùng thì mình cũng đã nuôi lớn hết toàn bộ 8 con lợn béo này rồi. Bây giờ mình sẽ dẫn 8 cái đứa này đi vào trong campin, gặp ông phù thủy tối thượng ở trong cái game này và nâng cấp chúng nó lên một tầm cao mới nha. Sắp được bận đồ mới rồi nha, sướng nha. Trước khi đi mình còn thay cái bộ đồ hot dog cho nó giống với lại cái con heo mà mình sắp nâng cấp đó nè mọi người. Yay, cuối cùng thì mình cũng đã đến nơi rồi. Bây giờ mình sẽ đặt 4 con heo lên trên bàn phép thuật và cho chúng nó có một cái diện mạo mới, một cái bộ đồ mới thật là xinh nha. Giúp cái con lợn hồng này chỉ tốn có 50 kim cương à mọi người. Xinh quá à. Mình ghép hai cái con này một phần là do các bạn yêu cầu rất là nhiều. Thứ hai là do bản thân nó rất là xinh. Thứ ba là do mình có một ước mơ hoài bão, một mưu đồ rất là lớn ở trong cái game này. Đó là mình muốn nâng cấp tất cả các pet ở trong game này mọi người ạ. Trời ơi, cứu tôi mọi người ơi. Có ai cản tôi lại không? Chứ cái mục tiêu này nghe là thấy mùi nghèo khổ, nghèo đói ăn mày tới nơi rồi đó. Xinh quá à, xinh ha mọi người. Kiểu có 50 kim cương thôi nhưng mà bận bộ đồ nhìn rất là xịn luôn á. Nhìn cái con bé mình nó sang lên hẳn luôn á. Hồi nãy mình đặt tên cho cái con lợn kia bận cái bộ đồ khủng long á, tên là Hạt Cốm. Còn cái con lợn hot dog này thì mình sẽ đặt tên cho nó là Béo. Ai mà đang có mấy cái con heo hồng này nè thì mọi người cũng ráng nuôi nó lớn đi rồi xong rồi ghép nó đi. Trời ơi, nó xinh thiệt luôn á. Ok, bây giờ mình sẽ đưa Hạt Cốm và đưa Béo về nhà. Sau đó mình sẽ lấy tất cả những con bét mà mình đã ghép được ra cho mọi người coi là mình đã ghép được những con bét nào rồi nha. Ta-da, đây là toàn bộ những cái con bét mà mình đã ghép được. Ở đây mình có Béo nè, Hạt Cốm nè, cục xám Hà Lan, kẹo bông gòn, cục bông, công túa, hạt đậu phộng, hạt chia, hạt hướng dương, Harry Potter và hạt hạnh nhân. Mình đã có tổng cộng là 11 con bét ghép rồi mọi người ạ. Sắp tới thì mình sẽ cố gắng là nâng cái con số bét ghép của mình lên thật là nhanh. Hứa với mọi người là từ nay sẽ chăm chỉ nuôi bét hơn và ghép bét nhiều hơn cho mọi người coi nè. Ok, video ngày hôm nay tới đây là hết rồi. Hẹn mọi người ở video sau mình sẽ đi ghép cái con lợn màu đen nhá. Cũng như là mình sẽ đập thêm một số trứng để mà tìm ra thêm nhiều cái con bét quý hơn. Cảm ơn mọi người đã xem đến hết video ngày hôm nay. Mọi người đừng quên nhấn like và đăng ký kênh Hạt Tiêu nha. Để nhận được thông báo mới nhất khi mà Tiêu ra video mới thì mọi người hãy nhấn vào cái chuông thông báo ở bên góc phải nha. Một lần nữa cảm ơn tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Bye bye.